Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải bài tập 2.40, trang 53, sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài cho chúng ta như sau. Học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ. Biết số học sinh của lớp từ 30 đến 40, tính số học sinh lớp 6A. Vậy thì nếu như bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta tính số học sinh của lớp 6A, mà số học sinh của lớp 6A khi xếp A hàng, 4 hàng, 9 hàng đều vừa đủ, nghĩa là số học sinh sẽ phải chia hết cho 3, chia hết cho 4 và chia hết cho 9, đúng không ạ? Hay nói cách khác thì số học sinh của chúng ta sẽ phải là bội chung của 3, 4 và 9. Và số học sinh này thì sẽ nằm trong khoảng từ 30 đến 40 học sinh. Như vậy là với cách phân tích như vậy thì cô và các em sẽ cùng đi trình bày lời giải cho bài tập 2.40 này. Đây là dạng bài toán có lời văn nên các em sẽ thực hiện theo các bước sau. Bước 1 là các em sẽ gọi số cần tìm. Ở đây đề bài hỏi chúng ta cái gì thì chúng ta sẽ gọi số cần tìm là yếu tố đó. Ví dụ đề bài hỏi chúng ta là số học sinh là 6A, số học sinh lớp 6A. Vậy thì cô sẽ gọi số học sinh lớp 6A. Gọi số học sinh lớp 6A là x. Cô sẽ dùng một chữ cái để cô gọi cho số học sinh lớp 6A cần tìm. Đấy, tuy nhiên thì các em có thể dùng một chữ cái bất kỳ nào khác trong bảng chữ cái của chúng ta. Đơn vị của x ở đây thì sẽ là học sinh hoặc là bạn cũng được. Đấy, và đương nhiên vì x là số học sinh nên x phải thuộc n. X sẽ phải thuộc n sao? Chúng ta không thể là có không học sinh được, nhưng chúng ta cũng không thể có một số thập phân để làm số học sinh được. Bây giờ chúng ta sẽ lập luận theo bài toán này. Vì học sinh lớp 6A khi xếp 3 hàng hoặc 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ. Nên x sẽ phải chia hết cho 3, x cũng sẽ chia hết cho 4 và x cũng sẽ chia hết cho 9. Hay chúng ta sẽ suy ra được x chính là bội chung của 3, 4 và 9. Thêm một điều kiện nữa, đấy là số học sinh của lớp từ 30 đến 40. Vì số học sinh của lớp từ 30 đến 40 nên 30 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng x, nhỏ hơn hoặc bằng 40, đúng không ạ? Rồi đến đây thì chúng ta sẽ đi tìm x bằng cách là chúng ta sẽ đi tìm bội chung của 3, 4, 9. Mà để tìm bội chung thì chúng ta sẽ có cách, đấy chính là chúng ta sẽ tìm thông qua bội chung nhỏ nhất. Vậy bước đầu tiên là cô sẽ đi tìm bội chung nhỏ nhất của 3 số này. Bước 1 là cô sẽ đi phân tích các số này thành tích của các thừa số nguyên tố. 3 là số nguyên tố rồi nên viết dưới dạng tích của các số nguyên tố thì chúng ta sẽ viết là bằng 3 luôn. 4 thì là bằng 2 mũ 2 và 9 thì là bằng 3 mũ 2. Đến đây thì cô sẽ có được bội chung nhỏ nhất của 3, 4 và 9 chính là bằng. Rồi chúng ta sẽ lập tích của các thừa số nguyên tố chung và riêng. Thừa số nguyên tố chung ở đây thì là 3, còn thừa số nguyên tố riêng thì là 2. Nghĩa là cô sẽ có 2 nhân 3. Mỗi thừa số này thì chúng ta sẽ phải lựa chọn số mũ lớn nhất. 2 ở đây thì có số mũ là 2 rồi. 3 ở đây thì có số mũ là 1, còn 3 ở đây thì có số mũ là 2. Các em sẽ lựa chọn cho cô số mũ lớn nhất, nghĩa là số mũ 2. Và chúng ta được là bằng 4 x 9 là bằng 36. Sau đó thì cô sẽ được bội chung của 3, 4 và 9 chính là bằng bội của bội chung nhỏ nhất, nghĩa là bằng bội của 36. Và cô sẽ liệt kê được các phần tử bội của 36 bằng cách là cô sẽ lấy 36 nhân mấy lần lượt các số tự nhiên. Nghĩa là 0 này, 36 này, 72 này, vân vân, đúng không ạ?
Nhưng ở đây chúng ta có x thì nằm trong khoảng từ 30 đến 40 thôi. Nên là x chỉ có thể là bằng 36 đúng không ạ? Mà 30 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 40. Nên suy ra x sẽ bằng 36. Và chúng ta kết luận vậy số học sinh của lớp 6A là 36 học sinh. Vừa như vậy là cô và các em vừa hoàn thiện xong lời giải cho bài tập 2.40. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.